الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك tức là tổ hợp thần linh khác tôn thờ cùng với Allah thì nó chia làm hai loại, đó là shirk lớn và shirk nhỏ. لابد أن نبتعد عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر. Và bắt buộc đối với tất cả chúng ta phải tránh xa kể cả là shirk lớn hay là shirk nhỏ. لأن الشرك إذا دخل في العبادة يفسد العبادة. Bởi vì khi cái shirk này nó xâm nhập vào việc tốt hành đạo của chúng ta thì chắc chắn nó sẽ làm cho hành đạo đó trở nên xấu đi và trở nên mất hiệu lực. لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. Và chúng ta không tôn thờ một ai khác ngoài trừ Allah subhanahu wa ta'ala. كل من عبد غير الله فهو مشرك شرك أكبر. Và bất cứ những hình thức tôn thờ nào ngoài việc tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala thì đó chính là shirk